tôi xin tiếp tục. Các triều đại nào đã xâm lược và đô hộ nước ta? Có triều đại xâm lược mà không đô hộ, có triều đại đô hộ mà không xâm lược. Tuần tự trước sau như sau. Một, nhà Tần. Nhà Tần ở đây chúng ta cần, cái chỗ này thì chúng ta không cần ghi, cái chỗ đầu tiên không cần ghi. Nhà Tần với tư cách là một nước chư hầu nhỏ. Khi thì nó được thành lập năm 841 trước công nguyên. Nhưng nhà Tần với tư cách là thất hùng để rồi cuối cùng ấy, là tiêu diệt tất cả các cái nước của cái thời là thất hùng này của chiến quốc ấy, là năm 221 trước công nguyên. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu. Nhà Tần với ý nghĩa là nhà Tần thống nhất ấy, thành lập năm 221 trước công nguyên. Cũng có nơi gọi là năm 222 trước công nguyên, khác nhau chỉ là năm âm lịch với dương lịch theo lịch kiến dần. À, thì đó là cái thành lập. Và cũng ngay năm đó, nhà Tần đã đánh xuống vùng Lĩnh Nam. Lĩnh Nam là phía nam núi Ngũ Lĩnh, nhưng nó cũng thuộc Trung Quốc, chứ chưa thuộc ta đâu. À, đây tôi nói thêm một chút là Tần Thủy Hoàng đã giao cho viên tướng Đồ Thư đem 50 vạn quân đi đánh. Quân lớn lắm, đánh xuống ở cái vùng Lĩnh Nam. Một cuộc nam chinh rất quyết liệt. Nhưng mà Đồ Thư lúng túng, bế tắc. Cho nên Tần Thủy Hoàng phải sai tiếp hai viên tướng nữa. Một là Nhâm Ngao, hai là Triệu Đà đem quân đi để mà tăng cường. Bản thân Tần Thủy Hoàng cũng đem đại binh đi sau để mà làm hậu ứng. Nhưng kết quả là sao? Đồ Thư bị chém tại trận. Đồ Thư bị chém. Nhâm Ngao bị bệnh mà chết. Triệu Đà, xin lỗi, là Tần Thủy Hoàng cũng bị bệnh mà chết. Chết từ cái thứ năm tuần trước lên. Tôi đã kể các thầy nghe chuyện Tần Thủy Hoàng chết thì thối như thế nào rồi, phải không? Chết từ thứ năm tuần trước. Và sau khi Tần Thủy Hoàng chết thì Triệu Đà lập ra một quốc gia mới. Nhưng rõ ràng đây là cuộc nam chinh rất quyết liệt. Lúc đầu nó đánh ở Lĩnh Nam, sau đó nó chủ trương đánh xuống Văn Lang. Và điều này khiến cho Văn Lang trở nên lúng túng, hùng vương, bất lực. Vận mệnh của dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng. À, tôi xin muốn nói tới một cái tác phẩm sử học quan trọng. Đó là Sử Ký Tư Mã Thiên. Chắc là chúng ta đã đọc Sử Ký Tư Mã Thiên. Việt Nam ta đã dịch đến 4 lần. Nhưng tôi rất để lầm tiếc là người ta dịch mà chỗ nào thích ta dịch, chỗ nào không thích ta bỏ. Đó là điều không được phép. Và điều này thì hiện nay rất phổ biến, nhất là khi dịch văn bia. À, vì sao vậy? Là bởi vì văn bia đó thì bao giờ cũng có cái phần bên dưới đó ghi rõ ai là người viết văn bia, ai là người khắc văn bia, và văn bia, ai là người tài trợ làm văn bia, cái bia này. Những cái điều rất rõ. Nhưng mà đôi khi vì khó khăn, bởi vì dưới có cả chữ Hán lẫn chữ Nôm, mà nhất là chữ Nôm cổ, họ không hiểu, họ bỏ, họ không dịch. Chẳng hạn như là có người Hớt Hải tới hỏi tôi rằng cái chức Thượng Khanh là cái chức gì? Hỏi Thượng Khanh nào? Và Thượng Khanh là cái người mà đã đục đá để làm cái bia này. Và trời đất ơi, chức gì mà chức? Chứ Thượng trong chữ Hán á, chữ Nôm cổ đọc là thằng Khanh. Cái thằng Khanh là cái thằng đã đục cái đá này này. Nó có thế thôi. Đấy. Nhưng mà từ vì cái chữ Thượng trong Thượng Thư đó, là trong âm Nôm đọc đó là chữ thằng. Nhưng mà chữ Nôm là Nôm cổ, còn Nôm sau này thì đọc khác. Bởi vậy cho nên là họ thích thì họ dịch, không thích thì họ bỏ. Cho nên chúng ta chỉ được những cái bản dịch cắt xén. Trong đó Sử Ký Tư Mã Thiên gồm 130 thiên, đồ sộ phong phú sâu sắc, nhưng họ đã bỏ đi những câu họ không thích. Tôi xin đọc lại hai câu tôi dịch ở thiên thứ 120 của Tư Mã Thiên. Hai câu này đều bị người dịch bỏ đi, đó là điều không nên. Câu thứ nhất nói rằng lúc bây giờ nhà Tần ở phía bắc thì mắc họa với người Hồ, ở phía nam thì mắc họa với người Việt,
tiến không được, thoái cũng không xong. Trải hơn 10 năm, đàn ông phải mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi, người ta thắt cổ, chết trên cây dọc đường, người chết trong nhau, kịp khi Tần Thủy Hoàng chết thì cả thiên hạ nổi lên chống. Bởi vì tôi đọc nhanh để các thầy khỏi phải ghi, nên tôi mới đọc cái tác giả như thế. Tôi đọc lại để nói rằng đó là bản dịch mà tôi dịch từ lúc tôi còn rất nhỏ. Dịch từ lúc tôi còn rất nhỏ, nhưng vì chính đó là bản dịch của tôi, nhưng tôi thuộc mãi. Cái gì tự mình làm không bao giờ mình quên nữa. À, lúc bây giờ, nhà Tần ở phía Bắc thì mắc họa với người Hồ, ở phía Nam thì mắc họa với người Việt. Tiến không được, thoái cũng không xong. Trải hơn 10 năm, đàn ông phải mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi, người ta thắt cổ, chết trên cây dọc đường, người chết trong nhau, kịp khi Tần Thủy Hoàng chết thì cả thiên hạ nổi lên chống. Câu này tuyệt vời. Nói rằng trải hơn 10 năm, cậu ấy phản ánh tư tưởng chiến đấu chống xâm lăng đầu tiên chi phối mãnh liệt nhận thức của xã hội là tư tưởng đánh lâu dài. Ta bắt kẻ thù phải đánh theo cách đánh của ta, và cuối cùng thì mọi chiến lược của kẻ thù đều sụp đổ và chúng ta đã thắng lợi, có thế thôi. Câu này có 4 chữ, trải hơn 10 năm, rất hay. Câu thứ hai cũng ở thiên thứ 120, tôi xin đọc cái bản dịch của tôi. Lúc bấy giờ, người Việt đem nhau lẩn trốn vào rừng, đêm đêm cử người Tuấn Kiệt lên làm tướng ra đánh phá quân Tần, giết chết quân Tần. Câu rất ngắn nhưng rất hay. Lúc bấy giờ, người Việt đều đem nhau lẩn trốn vào rừng, đêm đêm cử người Tuấn Kiệt lên làm tướng ra đánh phá quân Tần và giết chết quân Tần. Điều này có nghĩa hùng vương bất lực. Nhân dân ta tự tổ chức lại cuộc chiến đấu của mình. Và hình thái chiến tranh đầu tiên tổ tiên ta tiến hành chính là hình thái mà sau này ta gọi là chiến tranh du kích. Du kích. Ai đó nói rằng chiến tranh du kích là tác phẩm của Mao Trạch Đông. Ai đóng thì sợ. Việt Nam đã đi trước Mao Trạch Đông mấy nghìn năm, hơn 2000 năm. Và cái này vui thay người Việt sáng tạo ra hình thức chiến tranh này và người Trung Quốc ghi dùng. Tư Mã Thiên là nhân vật đặc biệt. Ông này người rất nhỏ, nhỏ xíu à. Nhưng ông này là người trung thực, thẳng thắn, khẳng khái. Ông có người bạn rất thân là Lý Lăng. Lý Lăng đi tránh, rồi cuối cùng chẳng may thân cô, thế cô bị bắt. Và ông phải tạm xin đầu hàng để rồi tìm cách trở về với triều đình. Nhưng ở nhà triều đình nổi giận, trừng trị Lý Lăng, trừng trị vắng mặt bằng cách trừng trị thân nhân ở nhà. Tư Mã Thiên là người phản đối, nói rằng tôi là bạn của Tư Mã Thiên, chứ là tôi là bạn của Lý Lăng, tôi hiểu Lý Lăng. Lý Lăng không phải là con người như vậy. Cả triều đình tức giận, dồn hết cái sự căm uất vào Tư Mã Thiên. Người ta muốn giết Tư Mã Thiên, giết thì dễ, chỉ cần vẩy dao nhẹ một cái là bay đầu, ông nhỏ xíu mà. Nhưng giết Tư Mã Thiên thì dễ, tìm một người để thay thế Tư Mã Thiên viết sử thì không có. Bởi vì ngồi trên ngai vàng chỉ là ngồi trong nhất thời, còn ngồi trong sử là ngồi đến thiên thu. Cho nên phải có một ngòi bút đầy uy tín viết để đưa hoàng đế ngồi mãi trong sử sách. Người đó chỉ có thể là Tư Mã Thiên. Trên triều đình đau khổ không cách gì có thể giết được Tư Mã Thiên. Cuối cùng có một ý kiến rất quái ác rằng không giết Tư Mã Thiên nhưng mà thiến Tư Mã Thiên lại, khiến ông không có con. Người xưa cho rằng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Có ba cái bất hiếu lớn, trong đó không có con nối dõi là cái hiếu, cái gọi là cái bất hiếu lớn nhất. Đó là quan niệm ở người xưa, mà của nhà Nho, còn nhà Phật thì không, thì khác. Cho nên Tư Mã Thiên bị thiến, và từ đó thì đúng là Tư Mã Thiến. Lắm chuyện là Tư Mã Thiến, không phải là Tư Mã Thiên. Tôi xin lỗi là tôi cầm micro mà không để ý là trên bàn có câu hỏi. Tôi đã cố gắng đọc, nhưng mà quả thật là chữ vì bay bướm quá, nên tôi chỉ đọc được cái hồn của câu hỏi thôi. Đại đề là năm 1992, dựa vào những cái cơ sở nào và nhân cái việc gì mà lại có thể sửa hiến pháp để viết lại như vậy? Thì tôi xin được trả lời vắn tắt rằng đó là kết quả nghiên cứu lâu dài của giới sử học Việt Nam. Nhưng là khoa học thì
thì phải có nhiều chứng cứ đầy sức thuyết phục. Cho nên không phải năm 92 mới bắt đầu phát hiện, mà phát hiện từ trước. Nhưng đến năm 1992 thì tổng kết những phát hiện đó, chúng ta mới thấy rằng Việt Nam không hề có trên 4.000 năm lịch sử. Và không thể nói theo cách nói đó mãi, bởi vì 5-6 thế kỷ trước cũng nói trên 4.000 năm lịch sử, hà cớ gì bây giờ cũng nói là trên 4.000 năm lịch sử. Cho nên phải chọn một cách nói khác, nó vừa hợp lý, nó vừa thỏa tình, và đã dựa vào cái kết luận là trên 2.500 năm để viết là Việt Nam có hàng ngàn năm lịch sử. Đề nghị với Quốc hội, và đã là hiến pháp thì chỉ có Quốc hội mới được quyền sửa, cho nên bình thường không ai được quyền sửa cả. Chứ gì trong hiến pháp, dù đến một cái dấu phẩy, cũng phải là Quốc hội mới được quyền sửa, cho người khác không được quyền sửa. Thì đó là tôi trả lời, và tôi xin lỗi vì tôi không có chú ý tới câu hỏi để ở trên bàn. À, mà thường thường ấy, có lẩm cẩm mới thành ra là người già. À, các thầy hiểu cho trẻ em thì đáng yêu ở sự ngây thơ, người già đáng yêu ở sự lẩm cẩm. À, là thế. Nên tôi mà lẩm cẩm nghĩa là tôi còn đáng yêu chút. Trẻ em đáng yêu sự ngây thơ, phải không? Nhưng mà người già đáng yêu sự lẩm cẩm. Nên lẩm cẩm đôi khi nó cũng hay hay, là như thế. Những người già nào lợi dụng tuổi già giả vờ lẩm cẩm thì họ là đáng trách. Đáng nè, họ phân biệt thế nào là cả quýt, thế nào quả cam, thế nào quả bưởi thì đó là chuyện không được phép, không được phép. Đáng nè, còn nữa thì thôi, thông cảm cho họ. À, mà tôi không nên nói chuyện này ở viện cao cấp Phật học này. Theo nên nói. Như vậy là Sử Ký Tư Ma Thiên đã viết về cuộc chiến đấu này. Nhưng kết luận lại là gì? Nhà Tần có đánh, lúc đầu đánh ở Lĩnh Nam, sau đó trực tiếp đe dọa vận mệnh của Văn Lang, nhưng cuối cùng nhà Tần đã thất bại. Mà điều quan trọng là thất bại bởi cuộc chiến đấu do chính nhân dân ta tự tổ chức. Và vị anh hùng trong cuộc chiến đấu này chính là Thục Phán. À, đêm đêm lẩn trốn vào rừng, cử người Tuấn Kiệt lên làm tướng. Và vị tướng kiệt xuất ấy chính là Thục Phán, về sau là An Dương Vương, người khai sinh ra nước Âu Lạc. Thì đó là cái nhà Tần. Như vậy, nhà Tần có xâm lược nhưng không có đô hộ. À, thì đó là một nhỏ. Hai nhỏ là Nam Việt. À, Nam Việt. Nam Việt là do Triệu Đà lập nên. Triệu Đà lập ra nước Nam Việt vào năm 206 trước công nguyên. Tức là cùng năm này thì Lưu Bang, tức là Lưu Quý đấy. Thực ra ông tên là Bang, nhưng trong nhà có ba anh em trai mà ông là con thứ ba. Thì theo cái cách gọi của Trung Quốc, Mạnh, Trọng, Quý. Mạnh là trưởng, Trọng là ở giữa, Quý là út. Cho nên gọi là Lưu Quý, thực ra tên là Lưu Bang. Lưu Bang cũng lập ra nhà Hán vào năm 206 trước công nguyên. Chuyện Lưu Bang chốc nữa ta nói. Bây giờ thì chúng ta để ý tới nhân vật Triệu Đà, vốn là tướng cũ của Tần Thủy Hoàng. Lúc này, nhân việc Tần Thủy Hoàng chết, nhà Tần sụp đổ, thì lập ra cái nước Nam Việt với cái vùng tương ứng trước hết và chủ yếu là tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc ngày nay. Cần lưu ý rằng Quảng Đông lớn lắm, dân số tỉnh Quảng Đông hiện nay là trên 120 triệu, trong lúc tỉnh của Việt Nam chúng ta có 92 triệu thôi. Họ lớn lắm, chứ không có nhỏ đâu. À, dân Quảng Đông cũng hay lắm. Mà ta sang Quảng Đông thì cái mọi món ăn nó dễ chịu so với người Nam Bộ. Nhưng mà nếu ta đi lên nữa thì người Nam Bộ cũng chịu hết nổi, là vì nó ngọt quá, nó mỡ quá. Chứ còn là ở phía dưới này thì ăn gần giống với Nam Bộ, cũng hay lắm. Dân Quảng Đông cũng hay. Thế thì Triệu Đà lập ra nước Nam Việt năm 206 trước công nguyên. Và để có thể yên vị ở phía Nam thì Triệu Đà phải mở rộng lãnh thổ. Đánh lên phía Bắc không được, phía Đông là biển cả. Cho nên con đường duy nhất là đánh xuống phía Nam. Do vậy Triệu Đà đã đánh xuống Âu Lạc. Âu Lạc thành lập năm 208, nghĩa là trước 2 năm. Trước 2 năm. Cho nên là nó đánh vào Âu Lạc.
Nhưng An Dương Vương có thành cao hào sâu và đặc biệt có vũ khí rất hiện đại. An Dương Vương là vị anh hùng được nhân dân ủng hộ, cho nên Tiệu Đà không thể nào thắng lợi. Không thể thắng lợi. Nhưng không thắng được bằng quân sự thì Tiệu Đà dùng cái mưu mô xảo quyệt. Cái gì cho mưu mô xảo quyệt thì cái đám Tiệu Đà nữa nó nhiều lắm. Có thể xuất khẩu đi khắp nơi được cơ. Dữ dội lắm mà. Tiệu Đà đã cho con trai là Trọng Thủy sang kết hôn với con gái của Mị Châu, của An Dương Vương là Mị Châu. Và như lúc nãy tôi nói, Trọng Thủy đã có con, có vợ và có con ở Trung Quốc, sang đây là cưới bổ sung, cưới tăng cường thôi. Nhưng mà dẫu sao thì cũng đã tạo ra một cái sự kiện đặc biệt. An Dương Vương mơ hồ mất cảnh giác, cho nên cuối cùng đã bị thất bại. Và thất bại khi bị Tiệu Đà tấn công vào năm 179 trước Công Nguyên. Năm 179 trước Công Nguyên là cái năm mà Tiệu Đà đã tiêu diệt được Âu Lạc. Cũng là cái năm mở đầu của thời kỳ mà ta gọi là thời Bắc thuộc. Mở đầu của cái thời kỳ đó. An Dương Vương mất vì mơ hồ mất cảnh giác. Tôi rất thích câu tổng kết của Tố Hữu. Tôi kể ngày xưa chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm chỗ để trên đầu, nọ thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Đấy là Tố Hữu viết. Có lẽ nên hiểu đính lại, không phải để trái tim để trên đầu, mà như để trên mây xanh. Yêu tít mù trời, cho nên mới mất nước như vậy. Nhưng dẫu sao, như thế còn hơn, bởi vì đã yêu thì cho ra yêu, chứ còn lờ đờ nước hến không thể nào chấp nhận được. Đó nè, như thế. Cũng như có một bài hát gì đó, tôi không hiểu tại sao ta hát tình yêu đến không hề mong đợi, tình yêu đi không hề luyến tiếc, thế thì yêu làm cái gì nữa. Bài đọc lạ thiệt. Tại sao lại nói những câu đó ở đây nhỉ? Nhưng mà vì liên quan tới sử học chứ buộc phải nói thôi. Biết làm sao được. Thì đó là cái triều đại thứ hai đã xâm lược và đô hộ. Đây là triều đại vừa xâm lược vừa đô hộ. Tiệu Đà đã đô hộ ta, Nam Việt đã đô hộ ta từ năm 179 trước Công Nguyên cho đến năm 111 trước Công Nguyên, tổng cộng là 68 năm. 68 năm. 68 năm bằng một kiếp người. Ai đó 68 tuổi chết được gọi là hưởng thọ lâu rồi. Hưởng thọ. Ngày xưa thì ai đó chết dưới 50 tuổi thì gọi là hưởng dương. 50 tuổi trở lên thì gọi là hưởng thọ. Đó là ngày xưa, ngày xưa. Sau này thì ta cứ nâng dần lên, nâng dần lên. Có khi bây giờ là muốn đến 8-90 mới gọi là hưởng thọ quá. Chờ không phải là như ngày xưa nữa. Nhưng thôi, xã hội, cứ để xã hội nói theo cách của xã hội. Thì đấy là triều đại thứ hai. Triều đại thứ ba là Tiền Hán. Vì Trung Quốc có hai nhà Hán. Sử Trung Quốc gọi là Lưỡng Hán, tức là hai Hán. Tiền Hán là Hán trước, Hậu Hán là Hán sau. Và giữa hai Hán thì nó có một cái triều đại ngắn ngắn, đó là triều đại nhà Tân. Là như thế. Thì đó là các thầy phong phú. Nhưng mà quả thật thì ta cần phải hiểu. Thế là Tiền Hán. Tiền Hán cũng gọi là nhà Tây Hán. Tại sao gọi là Tây Hán? Vì nó đóng đô ở phía Tây nên gọi là Tây Hán. Gọi là Tây Hán. Tiền Hán hay Tây Hán do Lưu Bang lập ra. Lưu Bang là cái nhân vật ghê gớm lắm. Chống người thường đâu. Người đã góp phần làm sụp đổ nhà Tần. Và sau đó thì tiêu diệt các cái thế lực khác. Để rồi cuối cùng trở thành cái người đứng đầu một triều đại mới. Trước đó người Trung Quốc không gọi là Trung Quốc, họ xưng là người Hoa. Hà Hoa. Hà là có lễ nghĩa, Hoa là có áo quần đẹp đẽ.
Họ xưng đất nước của họ là bang, trung bang, nghĩa là cái bang ở giữa. Nhưng đến thời nhà Hán, tiền Hán, vì hủy chữ bang là lưu bang, cho nên tất cả chữ bang đều sửa thành chữ quốc. Vì vậy, sách Thượng Thư trước đó viết rằng, thành phố trung bang tích thổ tính, đến thời nhà Hán sửa lại là thành phố Trung Quốc tích thổ tính, nghĩa là lại đặt thành chế độ thuế khóa, rồi ban đất và ban họ cho dân. Chứ thì Lưu Bang là nhân vật dữ dội lắm, chống người thường đâu. Có thời gian tôi sẽ kể về cái nhân vật này. Cái nhân vật nổi tiếng Du Côn, đồng thời cũng là nhân vật nổi tiếng phục thiện một cách kiên quyết, là Lưu Bang. Bởi vì nói tới sự thật là phải nói đủ. Ta ăn một miếng bánh tức là ta đã ăn bánh, nhưng nếu ta nghe một phần sự thật nghĩa là ta đã bị lừa dối. Hai cái khác nhau. Ta ăn một miếng bánh tức là ta đã ăn bánh, nhưng nếu ta nghe một phần sự thật nghĩa là ta đã bị lừa dối. Nó là như vậy. Thế thì rõ ràng đấy, nhân vật Lưu Bang rất đặc biệt. Lưu Bang lên ngôi và Lưu Bang đã xây dựng nên một cái triều đại rất hùng mạnh của Trung Quốc, đó là nhà Hán. Ở đây là nhà Tiền Hán. Tiền Hán đã lật đổ Nam Việt vào năm 111 trước Công Nguyên, thành lập thì năm 206 trước Công Nguyên, nhưng mà lật đổ Nam Việt là năm 111 trước Công Nguyên. 111 trước Công Nguyên. Và đã thay Nam Việt để thống trị nước ta từ năm 111 trước Công Nguyên cho đến năm thứ 8 sau Công Nguyên. 111 trước Công Nguyên đến năm thứ 8 sau Công Nguyên, tổng cộng là 119 năm. 119 năm. Thì đó là cái triều đại thứ 3. Triều đại thứ 4 là nhà Tân. Nhà Tân là cái triều đại ngắn ngắn nằm ở giữa hai triều Hán ấy, do Vương Mãng lập ra. Nhà Tân thành lập năm thứ 8 và tồn tại cho đến năm thứ 25. Trung Quốc đã rất ghét cái nhân vật Vương Mãng này vì cái kẻ đã lật đổ nhà Hán, lập ra một triều đại mới, đó là nhà Tân. Và nhà Tân đã thống trị nước ta suốt thời kỳ tồn tại của họ từ năm thứ 8 đến năm thứ 25, tổng cộng là 17 năm. 17 năm. Đó là nhà Tân, triều đại thứ tư. Triều đại thứ năm là nhà Hậu Hán. Đây là Hán sau đấy, Hậu Hán. Hậu Hán cũng tức là Đông Hán, sở dĩ gọi là Đông Hán vì kinh đô nó đóng ở phía đông. Kinh đô đóng ở phía đông. Thực ra Trung Quốc có nhiều nhà Hán, nhưng ở đây tôi nói nhà Hán với ý nghĩa là thống trị cái phần lớn lãnh thổ Trung Quốc, triều đại chính thống đó. Lập ra nhà Hậu Hán hay Đông Hán là Lưu Tú, tức Hán Quang Võ đọc thơ miền Nam, Hán Quang Vũ đọc thơ miền Bắc. Đây là nhân vật khét tiếng, được coi là một trong những hoàng đế lừng danh nhất của lịch sử cổ đại Trung Quốc. Hán Quang Võ ghê gớm lắm. Lưu Tú này. Và Lưu Tú là cái nhân vật mà đã cho Tô Định sang thống trị nước ta, rồi Tô Định đã bị đánh, bị bà Trưng đánh cho tơi bời tá lả. Bà Trưng đối đầu là đối đầu với cái nhân vật số 1 của Trung Quốc, chứ không phải là đối đầu với cái nhân vật bình thường đâu. Phải như vậy. Thế thì như vậy là nhà Hán đã thành lập năm 25, năm thứ 25, và tồn tại trên danh nghĩa đến năm 220. Tại sao là tồn tại trên danh nghĩa? Vì Trung Quốc luôn luôn có hai loại niên đại khác nhau, đó là niên đại danh nghĩa và niên đại thực tế. Tôi trình bày ở đây là lấy theo niên đại danh nghĩa, vì sử sách hay chép theo niên đại danh nghĩa, cho nên tôi lấy cái niên đại danh nghĩa. Còn nếu lấy theo niên đại thực tế thì nó có khác một chút, nhưng mà sợ các thầy ghi nhiều quá mỏi tay, nên tôi chỉ nói cái niên đại chính thức từ năm 25 cho đến năm 220. Và trong toàn bộ thời gian đó, nhà Hậu Hán hay Đông Hán
đã đô hộ nước ta tổng cộng là 195 năm. 195 năm. Nhưng từ năm 220, thực ra là trước đó, nhà Hậu Hán đã đổ nát, Trung Quốc bước vào thời kỳ loạn lạc, và sử cũ gọi đó là thời Tam Quốc Ngô Thục Ngụy. Và bây giờ ta sang cái triều đại thứ năm, đó là nhà Ngô. Thứ sáu, xin lỗi, triều đại thứ sáu là nhà Ngô. Ngô ở đây là một trong ba nước của thời Tam Quốc. Ta muốn biết cái thời kỳ này thì đọc sách gì ạ? Sách gì ạ? Dạ vâng, hãy nói là Tam Quốc Diễn Nghĩa, chứ không phải Tam Quốc Chí. Bây giờ Tam Quốc Chí là có xuất hiện thêm khá nhiều bản mới, tái bản. Còn ngày xưa ở Việt Nam chỉ có hai bản Tam Quốc Chí và một bản trong thư viện của cá nhân tôi. Nhiều người nói đọc Tam Quốc Chí, nhưng mà làm gì có Tam Quốc Chí mà đọc. Có một người làm luận án tiến sĩ và dẫn tài liệu lấy từ Tam Quốc Chí. Tôi đề nghị rằng nếu như mà mô tả được cái bìa của quyển Tam Quốc Chí, tôi đề nghị hội đồng cho 10 điểm. Cuối cùng phải xin lỗi. Một là không có sách, hai là có ông chẳng đọc được. Tam Quốc Chí rất khó đọc. Trên cơ sở Tam Quốc Chí thì một quyển, một cái bộ tiểu thuyết lịch sử rất nổi tiếng, đó là Tam Quốc Diễn Nghĩa đã ra đời. À, đời vẫn gọi đó là tác phẩm của La Quán Trung. Đây là tiểu thuyết chương hồi rất hay. Đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta sẽ thấy Lưu Bị bụng bự, thấy Trương Phi hét ra lửa, thấy Khổng Minh thiên tài, thấy Tào Tháo lừa đảo, thấy Chu Du ngửa mặt lên trời mà than rằng thiên sinh du, hà sinh lược. Mấy cái chuyện này viết hay lắm. Điều quan trọng là ở chỗ này, Trung Quốc viết sử hay quá, cho nên chẳng những Trung Quốc thuộc mà Việt Nam ta cũng thuộc. Viết sử phải viết như vậy, chứ viết cứ âm mưu của địch, kế hoạch của ta, diễn biến trận đánh, kết quả trận đánh, ý nghĩa trận đánh, bài học lịch sử, viết rồi chẳng có ai nhớ cái gì hết trơn. Tôi cũng sợ luôn, tôi cũng dám học luôn. Cả một triều đại lớn đôi khi ta chỉ viết vài nét chấm phá là đủ. Nói tới Đinh Tiên Hoàng, ta chỉ nhớ thế hồi trẻ, ông này là cờ lau tập trận. Còn muốn biết thêm nữa ta đọc, thì ta biết sao. Nói tới nhà Trần, chỉ cần nhớ tới một Trần Quốc Toàn, lá cờ thêu sáu chữ vàng. Nói đến một Trần Hưng Đạo, chém gươm xuống, và nói rằng trận này không thắng, quyết không trở lại, là bởi vì con voi của ông bị dầm lầy, không lên được. Và cái câu nói bất diệt của ông: bệ hạ muốn hàng, xin trước cái chém đầu thần đi đã. Hay Trần Thủ Độ trước đó nói câu: đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ chớ có lo. Và cuối đời ta chỉ cần nhớ câu của Trần Hưng Đạo: nới sức danh làm kế rễ sâu gốc vững, ấy là thượng sách chứ nước. Ta chỉ cần nhớ đến một Trần Bình Trọng: ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Còn muốn biết nữa ta đọc thêm, thế được rồi. Không cần gì phải ngồi đó mà phân tích rằng cái âm mưu chiến lược của nó như thế nào, hồi nó chẳng ai nhớ. Bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người là liệt sĩ, hồi không nhớ nổi đâu. Không cần tới cái đó. Đó không phải là sử, mà đó là những râu ria của sử, làm cho người ta phiền toái ra. Hãy nói như là cái hồn của sử, đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa quả là thiên tài. Một trong những tác phẩm lớn của Trung Quốc, mặc dù là tiểu thuyết thì bao giờ cũng có thêm phần hư cấu, nhưng hư cấu trên nền tảng một sự thật khiến cho người ta thích. À nè, thế thì nhà Ngô, đây là Ngô Tôn Quyền đấy ạ. À, Ngô Tôn Quyền thì nhà Ngô đã, thực ra ông là Tôn Quyền, nhưng mà vì làm vua ở nước Ngô, ta quen gọi là Ngô Tôn Quyền. À, Ngô Tôn Quyền, ông là họ, không phải họ Ngô mà họ Tôn. À, cho đây là nhà Ngô, tôi thì gọi là nhà Bắp cũng được. Thế thì nhà Ngô trên danh nghĩa, tôi nói là trên danh nghĩa,
thống trị ta từ năm 220 cho đến năm 280, tổng cộng là 60 năm. Và tôi nói lại, đó là danh nghĩa thôi. Triều đại thứ bảy là nhà Tấn. Nhà Tấn thì cũng có Đông Tấn, Tây Tấn, nhưng nó không bị ngăn cách bởi một triều đại nào khác. Không giống như nhà Hán, trên tôi gọi chung là nhà Tấn. Ba nước đánh nhau Ngô Thục Ngụy chí chóe mấy chục năm trời, rốt cuộc thì dòng họ Tư Mã giành được thắng lợi và đã lập ra nhà Tấn. Nhà Tấn thành lập năm 280, tôi nói trên danh nghĩa. Thực ra thành lập năm 265 lần. Nhưng tôi nói trên danh nghĩa là từ năm 280, và cũng trên danh nghĩa kéo dài cho đến năm 420. Là 420. Và trong suốt thời gian đó, nhà Tấn đã thống trị nước ta tổng cộng là 140 năm. 140 năm. Tiếp theo, sau nhà Tấn, Trung Quốc bước vào thời kỳ loạn lạc. Chiến tranh triền miên, sự gọi đó là thời kỳ Nam Bắc Triều. Và trong cái cục diện Nam Bắc Triều, thì Nam Triều trực tiếp thống trị nước ta. Trong Nam Triều có Tống, Tề, Lương, Trần. Nhưng mà thôi, cái rắc rối để ông Dạ Thuần nhớ, chúng ta không cần nhớ làm chi. Chỉ biết có Nam Triều là được rồi. Nam Triều trên danh nghĩa thành lập năm 420. Đó là triều đại thứ 8 đấy. Nam Triều thành lập năm 420. Và cũng trên danh nghĩa tồn tại cho đến năm 581. 581. Như vậy là tổng cộng là 161 năm. Nhưng Nam Triều chỉ thống trị ta từ năm 420 cho đến năm 542. 542. Tổng cộng là 122 năm. 122 năm. Hỏi, 39 năm sau đó, từ năm 542 cho đến năm 581, tại sao nó không thống trị? Trả lời, vì chúng ta có đấng hào kiệt tuyệt vời, đó là Lý Bí, tức Lý Bôn, khởi nghĩa, giành được thắng lợi, lập ra nhà nước Vạn Chuân. Ta có một thời kỳ độc lập tạm thời, từ năm 542 cho đến năm 602, tổng cộng là 60 năm. Thì đó là triều đại thứ 8. Triều đại thứ 9 là nhà Tùy. Nhà Tùy. Nhà Tùy đó, thì nó thành lập vào năm 581. 581. Xâm lược và đô hộ nước ta từ năm 602 cho đến năm 618. Tới đó, nhà Tùy sụp đổ, ách đô hộ nhà Tùy cũng bị diệt vong. Ta bị nhà Tùy đô hộ tổng cộng là 16 năm. Có 16 năm thôi. Thì đó là nhà Tùy. Triều đại cuối cùng là nhà Đường. Nhà Đường đấy thì thành lập năm 618. 618. Tồn tại cho đến năm 907. 907. Nhưng nhà Đường chỉ đô hộ ta từ năm 618 cho đến năm 905. Hỏi, 2 năm sau cùng tại sao nó không đô hộ? Trả lời, nhà Đường đô hộ nhà Đường còn không nổi, lấy đâu ra đô hộ ta? Tôi yếu quá rồi, rã rời quá rồi. Cho nên đô hộ ta từ năm 618 cho đến năm 905, tổng cộng 287 năm. Lịch sử đô hộ của nhà Đường dài cũng tương tự như lịch sử của nước Mỹ hiện nay. Đâu phải giỡn, 287 năm. Thì đó là nhà Đường. Và từ năm 905 thì có họ Khúc giành được độc lập và chủ quyền. Thời Bắc thuộc chấm dứt năm 905. Chứ không phải là năm 938 như là một số người nói đâu. 38, 39 không phải đâu. Cái đó tôi sẽ nói sau. Mà có thể nói sơ một chút. Nhiều người nói rằng Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán thì độc lập mới được khẳng định. Không, Ngô Quyền
nhân danh một dân tộc có độc lập và chủ quyền, chiến đấu chống lại đội quân xâm lăng đến từ phương Bắc. Ngô Quyền không phải là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, mà là vị tướng quân đồng thời cũng là người cầm đầu chính quyền mới, đánh tan quân Nam Hán xâm lăng. Thì đó là Ngô Quyền, người đã khiến cho vua Nam Hán phải ngửa mặt lên trời mà than khóc. Đấy là ông Ngô Quyền. Và các thầy là người tu hành cần lưu ý, Ngô Quyền chính là ông nội của Khuông Việt Đại Sư Ngô Chân Lưu. Ngô Chân Lưu là cháu đích tôn của Ngô Quyền đấy. Là như vậy. Ông này hay lắm, 17 tuổi có con ông cũng 17 tuổi có con. Và do vậy là đây là cháu nội. Cháu nội. À, tôi có đi ra Quảng Nam và được các bậc tu hành ở Quảng Nam tổ chức cho một cuộc đối thoại với trí thức Phật giáo chung quanh nhân vật Ngô Chân Lưu, cũng vui lắm. Mà khổ quá, các bậc tu hành toàn là người giỏi, làm cho tôi chết bất sang bang, nhưng mà giỡn đâu. Nhưng mà thôi, biết tới đâu nói tới đó, không biết thì cười hết, là thế thôi. Nhưng mà cũng may là nói chung là biết, nói chung thôi. Bởi vì các vị tu hành từ bi hỷ xả, cho nên chỉ hỏi những câu dễ dễ, thế là vậy, là tôi biết được không là tôi chẳng biết. Thì đó là các triều đại phong kiến Trung Quốc đã xâm lược và đô hộ nước ta. Bây giờ tôi nói cái hai lớn là chính sách đô hộ của Trung Quốc. Chính sách đô hộ của Trung Quốc thì nó có mấy cái chính sách nổi bật sau đây. Một nhỏ là về chính trị. Về chính trị thì nổi lên mấy chính sách sau đây. Ở đây tôi không nói đến những cái chính sách đó chi ly, không nói một cách nó sâu sắc theo kiểu của chương trình sử chuyên nghiệp. Tôi chỉ giới thiệu lướt qua để chúng ta hiểu thôi. Về chính trị, Trung Quốc có mấy cái chính sách quan trọng. Chính sách thứ nhất là thủ tiêu nền độc lập và chủ quyền của chúng ta. Quốc hiệu của ta xóa bỏ. Người cầm quyền của ta loại trừ. Ta bị nó loại trừ. Cho nên đây là một cái việc rất quan trọng. Thứ hai là biến lãnh thổ của chúng ta thành địa phương của Trung Quốc. Thành cái địa phương của Trung Quốc. Thế thì nhà Hán chia nước ta thành ba quận. Giao Chỉ là vùng Bắc Bộ, Cửu Chân là vùng Thanh Hóa, Nhật Nam là vùng từ Nghệ An trở vào. Giao Châu, nhà Ngô thì chia nước ta thành Châu, Giao Châu, 12 Châu. Rồi, nhà Đường thì gọi chúng ta là một cái phủ thuộc cái An Nam đô hộ phủ, một cái phủ đô hộ, vân vân. Tóm lại gọi là gì không quan trọng, tất cả đều phản ánh rằng nước ta chỉ là một địa phương của Trung Quốc, có thế thôi. Thì đó là chính sách thứ hai về mặt chính trị. Chính sách thứ ba là nó đưa người Trung Quốc sang trực tiếp nắm quyền cai trị. Trực tiếp nắm quyền cai trị. Thế thì đây là cái gọi là chính quyền trực trị của phong kiến Trung Quốc. Cũng bình thường thôi. Cái cách cai trị cũ nó là như vậy. Có một bộ phận rất nhỏ, quý tộc bộ lạc được tuyển dụng, nhưng chỉ rất nhỏ, không ảnh hưởng tới cái chính quyền của Trung Quốc. Thì đó là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là pháp luật của Trung Quốc được áp dụng ở nước ta. Pháp luật của Trung Quốc thì được áp dụng ở nước ta. Dân ta buộc phải thực hiện những cái định chế của Trung Quốc. Định chế của Trung Quốc. Thì đó là về chính trị. Cũng về chính trị thì Trung Quốc ra sức cổ vũ cho cái ảnh hưởng của Trung Quốc, để cuối cùng coi sự thống trị của Trung Quốc là hiện tượng tự nhiên, tất nhiên. Nó là như vậy. Nó không chỉ là một chính quyền bình thường, mà còn là chính quyền đại diện cho pháp chế của Trung Quốc. Thì đó là cái chính trị. Hai nhỏ
là về kinh tế. Về kinh tế thì Trung Quốc đã làm gì? Một là đã ra sức vơ vét tài nguyên của cải trên khắp đất nước ta. Đó là chuyện bình thường. Đi xâm lược là như vậy thôi. Chẳng phải ngày xưa mà ngày nay cũng vậy à. Chẳng phải ngày xưa mà ngày nay cũng vậy thôi. Mỹ vừa đánh Iraq một cái là lập tức những cái giá trị lớn của vườn treo Babylon bị nó lấy về. Đơn giản như vậy thôi. Không có gì gọi là khác nhau lắm đâu. Thì nó lấy cái gì? Ở vùng rừng núi thì lấy lâm sản như là gỗ quý. Ta có nhiều gỗ quý lắm đấy. À, các thầy ở Sài Gòn mà đến chỗ chùa Giác Lâm sẽ thấy có một cái tấm phản cực lớn. Đó là tấm gỗ nguyên, nguyên tấm. Hóa ra cũng có những cây gỗ vĩ đại, quá vĩ đại, nhưng đó là thì quá khứ. Còn cái thì hiện tại thì không còn, thì tương lai chắc không còn nữa. Bây giờ ta chịu khó chặt cây lắm. Rất là chịu khó. Là thế. Lạ lắm. Lâm sản. Đấy là gỗ mà gỗ quý. Rồi lấy chim quý. Trung Quốc nó mê chim lắm. Rất là thích chim. Đặc biệt là những loại chim như là chim công, chim sĩ. Tôi sang Trung Quốc đến giờ này, nhiều gia đình vẫn rất lấy làm kiêu hãnh khi trong nhà có cái lọ hoa, nhưng không phải cắm hoa mà cắm mấy cái lông công. Hay lắm. Và chúng ta xem tuồng cổ thì thấy các vị tướng trên đầu có cắm cái lông công. Đó là một loại huân chương đặc biệt. Người có quân công mới được cắm một cái lông công. Cho nên tướng của nhà Mãn Thanh sang nước ta, trong đó có nhân vật Sầm Nghi Đống. Sầm Nghi Đống chẳng có công lao gì cả, thế tội nghiệp cắm như một cái lông công trơ trọi trên đầu, đó là Sầm Nghi Đống. Trên thua Quang Trung là phải. Vậy thôi. Họ mê cái lông công, mê lông chim trĩ lắm. Mà nói chung là họ rất mê chim. Rồi mê thú lạ như là voi, sư tử, cọp. Tóm lại con gì nào mê. Trung Quốc quá hiếm con voi. Hầu như không có voi. Hiểu biết của người Trung Quốc về con voi nó kém lắm. Tôi sang dạy ở trường đại học ở chỗ Côn Minh đó. Đại học văn hóa Côn Minh. Tôi thấy người ta nói rằng Côn Minh là nơi có voi. Họ làm cái tượng con voi để họ bán. Tôi nhìn tôi cười. Hỏi tại sao cười? Tôi bảo rằng trông giống quả bí đỏ có chân. Trông giống con voi. Bảo xấu thế sao? Bảo đó là tôi nói lịch sự. Nó quá tệ. Sang Bắc Kinh còn có những bức tường. Người ta làm cái phù điêu con voi. Con voi có 3-4 cái vòi. Vui lắm. Hẳn ta học chữ Hán nghe nói chữ tưởng tượng. Và bây giờ tưởng tượng thành chữ Việt rồi. Tưởng tượng. Tại sao là tưởng tượng? Vì ta không biết con voi là con gì hết trơn ấy. Ta tìm được cái bộ xương voi. Rồi ta trưng bộ xương voi. Để nhìn cái bộ xương thì hình dung ra con voi gọi là tưởng tượng. Nó là như thế. Tưởng tượng là như vậy đấy. Bây giờ hỏi tại sao gọi là tưởng tượng? Là bởi vì làm gì có voi. Tôi đọc sách của ông tiến sĩ Châu Đạt Quan. Châu Đạt Quan là tiến sĩ của Trung Quốc. Người sống ở cuối thế kỷ 13. Đã từng đi sang Nam Bộ và sang Campuchia. Vào năm 1292, về nhà, ông viết một quyển sách, đề là Chân Lạp Phong Thổ Ký, nghĩa là quyển sách giới thiệu về phong tục và thổ nghi của Chân Lạp. Trong đó, ông phán một câu xanh dần, rằng mỗi con voi sau khi chết cho ta 2 cây vòi. Ông chẳng hiểu cái vòi là cái gì, mà cái ngà là cái gì hết trơn, là như thế thôi. Ông viết hay lắm. Tôi đọc sách mà tôi còn thuộc mà. Hữu hữu nhất chủng giá điền, bất chủng thường sinh, thủy cao nhất trường, đạo diệt cao nhất trường. Ông tả về lũ ma, lũ trợ của ta viết hay mà. Hữu hữu nhất chủng giá điền, lại có một loại ruộng hoang, bất chủng thường sinh, không trồng mà mọc.
Thủy cao nhất trường, đạo diệt cao nhất trường, nước lên một trường thì lúa cũng cao lên một trường. Tôi đọc tôi thích lắm. Và đến khi đọc tới đoạn con voi thì tôi hoảng hồn, mỗi con voi sau khi chết cho tai cái vòi. Hay lắm. Trung Quốc hiểu biết về con voi rất kém. Cho nên trước khi xua quân sang đánh nước ta, Càn Long, nên nhớ Càn Long là một nhà bác học. Người đã ban ý chỉ biên soạn trên 4.200 quyển sách viết về nước ta. Không ít đâu. Chưa một người nào làm được như vậy. Mới là cái ý chỉ phản ánh cái ý tưởng, nhưng đã ghê rồi. Trước khi sang đánh nước ta, Càn Long yêu cầu các nhà thông thái phải tổng kết cho được đâu là sở trường, đâu là sở đoạn của con voi Đại Việt. Các nhà thông thái đã tổng kết một cách thiên tài. Họ nói rất đúng về sở trường và sở đoạn của con voi Đại Việt. Nhưng tổng kết đúng có nghĩa là sai rồi. Bởi vì Quang Trung là người cực kỳ năng động và sáng tạo. Ông, người đầu tiên cho con voi cõng Đại Bác trên lưng bắn xối xả vào quân Tôn Sĩ Nghị cứ như là cái xe tăng hiện đại. Đây là loại xe tăng vừa có Đại Bác vừa có bốn cái chân đá phát nào super phát đó. Có cái vòi quật phát nào là ra trò phát đó. Có hai cái ngà húc phát nào là liệt sĩ phát đó. Ghê gớm lắm. Cho nên bại trận Càn Long tức lắm. Đến khi mà xác lập mối quan hệ hòa bình, hữu hảo, Càn Long gửi chiếu thư cho Quang Trung, yêu cầu phải đưa sang một cặp voi chiến. Kỳ này, phải xem tận mắt, phải sờ tận tay, xem con voi của Đại Việt như thế nào và để được Đại Bác. Theo thông lệ xưa, điển lệ xưa, vua chư hầu mà nhận được chiếu thư của thiên tử, phải nâng ngang trán để bày tỏ sự tôn kính. Sau đó trải ra, kính cẩn đọc và theo đó thi hành, không có ý kiến. Chiếu thư coi là báu vật. Nhưng Quang Trung, ông đó là ông vua miền Nam, nông dân, trải chiếu thư ra, lấy bút son phê vào góc như là thầy giáo cấp 1 phê bài học trò ấy. Giờ cái ông Thuần này 57 năm đi dạy, chưa bao giờ dám phê vào bài. Nếu chỗ nào không bằng lòng thì cắt tờ giấy thật đẹp, vuông vức, thợ cắt mà cắt, khéo khéo là tôi bắt cắt lại. Để ghi rõ, theo ý kiến của tôi, chỗ này cần xem lại. Để át tát kẹp vào. Hôm nay họ thiếu chừng ấy chữ, họ học tôi. Nhưng tôi không bao giờ coi đó là học trò. Bởi vì họ chỉ thiếu chừng đó chữ nhỏ hơn tôi quá nhiều. Họ còn là bậc thầy của tôi nhiều lĩnh vực. Tốt nhất thầy giữ lễ là vừa. Thì ngay từ khi mới bắt đầu đi dạy, đến tận bây giờ gần 80 tuổi đầu tôi vẫn theo cái cách đó. Không khác. Nhưng Quang Trung lại bút phê vào. Có cái ông tên là ông Nguyễn Khắc Thuần. Thầy biết ông Nguyễn Khắc Thuần không? À đấy. Ông để ông phiên âm từ chữ Nôm ra chữ Việt. Ông Quang Trung viết bằng chữ Nôm. Để ông Thuần ông phiên âm ra chữ Việt. Quang Trung phê rằng: thằng Càn Long nó xin voi coi có con nào cụt voi thì cho nó một con. Đá thiệt đấy. Thằng Càn Long nó xin voi coi có con nào cụt voi thì cho nó một con. Voi không có voi sao nó sống. Con voi, con voi, cái voi lùng lẳng, voi có bốn cẳng to hơn cột nhà, tai voi rất to, luôn luôn phe phẩy tôi đã trông thấy, voi ăn rất hay, lấy voi làm tay bẻ lá đút miệng, tôi kể nốt chuyện, voi uống cũng trài hít nước và voi phì lên miệng nuốt, con voi rất tốt cho việc cho ta cái gối dựng nhà, ai mà chẳng mến đến đây hết chuyện, con voi. Voi mà cột voi sao nó giống, như là Trung Quốc hiểu về con voi là rất dở, là như thế, cho nên họ bắt voi của ta. Mà điều đáng nói, Trung Quốc mê lâm thổ sản, mê thú rừng, đồng thời mê luôn cả khoáng sản. Tóm lại, cái gì lấy được là nó lấy. Nguyên vẹn ư, lấy. Không nguyên vẹn cũng lấy. Người ta bắn là con voi, nó lấy hai ngà. Người ta bắn là con cọp, nó lấy bộ da mới lấy cái bộ xương. Da, da cọp, gọi là hổ trướng mà. Ta thấy là cái người tướng võ luôn luôn có cái trướng phía trước, làm bằng da cọp gọi là hổ trướng. Trên Đào Duy Từ là tác giả của bộ binh pháp nổi tiếng Hổ Trướng Khu Cơ. À, tướng, cái trướng của nhà võ, tướng võ thì bao giờ cũng làm bằng da cọp. Còn là xương cọp để nấu cao hổ cốt á. Ôi, cao hổ cốt. Việt Nam ta cực kỳ nhiều cao hổ cốt. Giá thử người ta bắt toàn bộ cọp trên thế giới này về cũng không đủ để nấu cao. À, so với cái lượng cao ta bán thì rõ ràng cao Việt Nam còn nhiều hơn tất cả cọp trên thế giới này cộng lại. Ai thiệt. À, cho nên mà ai mà sẵn tiền thì mua da trâu nấu.
À, thì về là được cao cọp, cao hổ cốt hay lắm. Việt Nam là rất hay, đặc biệt. Thoải mái. Hay Trung Quốc năm ấy nó lấy từ lắm rồi ạ. Còn ở đồng bằng nó lấy gì? Nó lấy sản phẩm nông nghiệp. Bởi vì Trung Quốc đấy, ngày nay có khác. Nhưng cần lưu ý rằng Trung Quốc ngày xưa nông nghiệp không hay đâu. Cho nên sách Trung Quốc gọi là giao chỉ đạo, nghĩa là cái lúa giao chỉ. Giao chỉ đạo khác gì với lúa của Trung Quốc? Họ nói rằng một năm 92 mùa, có nghĩa rằng điều làm cho họ kinh ngạc là Việt Nam đã thâm canh một năm làm 2 mùa, còn Trung Quốc lúc đó mới có một mùa thôi. Rồi nó lấy trái cây của ta và thậm chí đặt ra cái chức quan để quản lý. Ví dụ là cái chức quất quan, bây giờ sắp Tết này, cái cây quất này nhiều lắm, ở chức quất quan để đưa cây quất về bên Trung Quốc. À, rồi nó thấy cây vải thiều của ta ngon quá, à, lấy 100 cây tốt nhất về làm giống trồng ở Bắc Kinh, rồi trồng ở bên dưới này, trồng tới đâu nó chết tới đó. Lúc đó chưa trồng ở Bắc Kinh, xin lỗi, trồng ở cái phía bên dưới này, nhưng mà trồng tới đâu nó chết tới đó. Bây giờ thì Trung Quốc cũng có vải, đặc biệt là vải Đài Loan, họ cũng cạnh tranh với ta nhiều lắm, nhưng mà trước kia thì không có. Là như vậy. Hay lấy ra cái rồi lấy sản phẩm thủ công như là hàng dệt và hàng mộc được coi là báu vật của Trung Quốc, của Việt Nam mà đưa về Trung Quốc, xin lỗi. Có nhiều ngành vốn dĩ là của Trung Quốc nhưng sang Việt Nam ta thì trình độ cao hơn. Ví dụ làm giấy là sáng tạo của người Trung Quốc, nhưng giấy trầm hương của Việt Nam lại là tốt hơn rất nhiều so với giấy của Trung Quốc. Tôi thấy một thương gia của La Mã đã tới ở đây để chuẩn bị sang Trung Quốc, hối lộ cho hoàng đế nhà Tấn, không biết hối lộ cái gì. Sau một thời kỳ phân tích, thấy rằng cái mà mê nhất chính là giấy trầm hương, mà mua được có 1.000 tờ giấy để tặng thôi. Tờ giấy trầm hương ấy quý lắm ạ. Rồi có một cái nghề rất đặc biệt của Việt Nam do các nhà sư Ấn Độ đưa sang, đó là nghề làm thủy tinh. Nghề làm thủy tinh thì sản xuất ra thủy tinh là đưa sang bên Trung Quốc, mà lúc bấy giờ ta còn làm được thủy tinh màu nữa cơ. Tất nhiên là chưa làm được cái gương soi mặt thì chưa, nhưng mà thủy tinh thì đã làm được, kể cả cái thủy tinh màu. Ra ngoài biển thì nó lấy những cái hải sản như san hô, như ngọc trai. Tóm lại cái gì lấy được là nó lấy. Lấy rất nhiều là khác. Chưa kể có một loại nó cũng rất cần, đó là con gái đẹp. À, con gái đẹp cũng được coi là một sản phẩm của người Việt. Đấy như thế. Mà con gái Việt Nam thì nhỏ con, ăn ít, dễ thương, đẻ nhiều. À, thế. Thế là nó thích. Là thế. Đặc biệt lắm. Bây giờ Trung Quốc là thừa đàn ông mà thiếu đàn bà. Cho nên đàn bà Trung Quốc là rất có giá. Người ta đã quay được cái phim là nhà cao tầng đấy, thì phụ nữ nằm và gác chân lên bàn, còn đàn ông phải đưa nước, đưa trái cây tới tận nơi cho mà ăn. Biết nói ra Bắc Kỳ là biết lói thế nào chứ, không biết lói thế nào. Thế như thế. À, thế đó là kinh tế nó lấy những cái đó. Vấn đề tiếp theo trong kinh tế, vấn đề thứ hai là Trung Quốc đã bóc lột dân ta theo cái lối là cống phẩm, lấy cống phẩm. Cái lấy cống phẩm thì nó khác gì với lấy những thứ khác? Là khác ở chỗ cống phẩm là cái gì thích nó lấy, cái gì đẹp nó lấy, cái gì tốt nó lấy, cái gì nó muốn người khác có nó lấy. Đơn giản như vậy thôi. Và điều đấy nó ghê gớm lắm. Vấn đề thứ ba là để bảo đảm đưa cống phẩm về an toàn thì Trung Quốc mà mở đầu là nhà Hán, hậu Hán đã đắp đường bộ để vận chuyển. Và con đường bộ lớn nhất được đắp vào năm 83, về cơ bản nó trồng trùng với quốc lộ 1 ngày nay. Đã được đắp từ năm 83. Họ cũng giỏi nha. Đó là cái thứ hai. Thứ ba là về văn hóa. Về văn hóa thì Trung Quốc đã làm gì? Một là Trung Quốc đã quảng bá phong tục, tập quán và lễ nghi của Trung Quốc vào nước ta.
Thì cái này, đây là âm mưu đồng hóa, nhưng đừng bao giờ chỉ nhìn một chiều là đồng hóa. Bởi vì văn hóa là văn hóa, nó có quy luật vận hành của văn hóa. Trung Quốc truyền bá là chuyện của Trung Quốc, còn xã hội ta tiếp nhận là chuyện của xã hội ta. Và cuối cùng vào Việt, nó được Việt hóa và trở thành một bộ phận cấu thành của đời sống văn hóa. Thì chúng ta hãy nhìn và phân tích sau. Chuyện này tôi sẽ nói tiếp ở những cái phần sau. Vấn đề thứ hai thuộc về văn hóa là Trung Quốc ra sức quảng bá cho tư tưởng sùng bái đối với Trung Quốc. Cho nên cái gì mà tốt đẹp ta đều gọi là của Trung Quốc hết. Cứ gọi của Trung Quốc, thế là xong. Cái gì của Trung Quốc là chuyện là cái đó là có giá. Có thế thôi. Thuốc mà muốn tốt thì mặc dù sản xuất ở Việt Nam ta cũng gọi là thuốc Bắc. Có thế thôi. Cuối cùng củ khoai lang trồng ở Việt Nam cũng gọi là khoai lang Bắc cũng nên. Biết làm sao được, đó là cái kiểu của người Việt chúng ta. Thích là như vậy. Thì đó là cái hai lớn. Ba lớn là phong trào đấu tranh tiêu biểu. Phong trào đấu tranh tiêu biểu thì nhiều. Ở đây tôi chỉ giới thiệu một số phong trào thôi. Chứ nếu mà nói đánh nhau nhiều quá, máu me nhiều quá, có khi nó cũng không hay ở cái hội trường này. Nên tôi chỉ giới thiệu một số phong trào tiêu biểu. Một nhỏ là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Những cuộc khởi nghĩa trước đó tôi không nói. Ví dụ như khởi nghĩa của Tây Vu Vương. Nhỏ nhỏ thôi không nói. Nói tiêu biểu thôi. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào năm 40. Chống lại ách đô hộ của nhà Hậu Hán, tức Đông Hán. Hai bà đã giành được thắng lợi tạm thời trong 3 năm. Tạm thời trong 3 năm. Khiến cho Tô Đình đại bại thảm hại. Phải cạo tóc mới chạy được mà. Cạo tóc cho giống người Việt để chạy về Trung Quốc. Là như vậy. Thì đó là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Cần lưu ý rằng Hai Bà Trưng là phụ nữ. Có nhiều người tưởng Trưng Trắc Trưng Nhị là họ Trưng tên Trắc, họ Trưng tên Nhị. Không phải. Tôi đã từng đi nghiên cứu về cái này và thấy rằng cái việc người Việt có họ là muộn lắm, sau này mới có, thời Hai Bà Trưng chưa có. Đó là vùng quê nổi tiếng với nghề trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa. Đối với người làm nghề nuôi tằm thì cái kén mà tốt gọi là kén chắc, cảm ơn một tí gọi là kén nhì, kén chắc, kén nhì. Trứng ngài mà tốt gọi là trứng chắc, cảm ơn một tí gọi là trứng nhì. Kén chắc, kén nhì, kén chắc, kén nhì, trứng chắc, trứng nhì, trứng chắc, trứng nhì, trứng chắc, trứng nhì. Tức là mang cái âm hưởng mộc mạc của cái nghề trồng dâu nuôi tằm. Thì cũng như người làm nông mà, cha mẹ làm nông thì tên con là Trần Văn Cày, Trần Văn Bừa, Trần Thị Liềm, Trần Thị Hái. Cha mẹ làm nghề thợ mộc thì con là Lê Văn Dùi, Lê Văn Đục, Lê Thị Bào, Lê Thị Cứa. Cha mẹ mà làm nghề thợ rèn thì con là Trần Văn, là Trương Văn Đe, Trần Văn Búa, rồi Trương Thị Thụt, đại khái là như thế. Bình thường đấy. Cái chuyện này nếu có dịp tôi sẽ kể, vui lắm. Tôi đi nghiên cứu về sự ra đời của các dòng họ, vui lắm. Rất là vui. Điều đáng nói, lực lượng đa số của hai bà là phụ nữ. Và tôi đã tìm thấy một danh sách đến 75 vị nữ tướng. Chứ không phải một người, hai người. Trong số 75 nữ tướng đó có một người là Nico. Một người là con của Nico, vì bà này có con rồi mới đi tu. Thì là hai vị nữ tướng. Nói tóm lại là ách đô hộ của nhà Hán khiến như nhân dân ta căm phẫn, đến cả các bậc tu hành từ bi cũng không thể nào cam phần chịu đựng được nữa, cho nên phải cầm gươm đứng dậy thôi. Thì đó là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nhà Hán phải đưa một viên tướng khét tiếng tàn bạo, đó là Mã Viện, đây là tên lão tướng, sang nó đàn áp thì Hai Bà Trưng mới thua. Hai bà qua đời, nhưng tên tuổi của hai bà còn mãi với thiên thu. Chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Ngàn tây nổi áng phong trần, ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên. Các thầy muốn biết những cái áng sử thi bằng chữ nôm này thì hãy đọc cái bộ Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, mà cái bản phiên âm mới nhất là bản của tôi, phiên âm hiện
hiệu đính chú giải là tôi. Và khác với tất cả mọi người, tôi cho in luôn cả bản nôm ở phía sau, để ai mà muốn kiểm tra lại cứ đọc theo bản nôm là biết tôi đúng hay tôi sai. Là như thế. Đó là khởi nghĩa thứ nhất. Khởi nghĩa thứ hai là khởi nghĩa của Bà Triệu. Bà Triệu hơn Bà Trinh bậc, đó là có họ rồi. Hơn cái bậc thứ hai là chưa có chồng. Bà Trưng thì nghe nói là vợ của Thi Sách, đó là đời vẫn nói là Thi Sách. Nhưng mà kết quả nghiên cứu ít nhất là của tôi và một số người khác nữa thì ông không phải tên là Thi Sách, ông tên là Thi. Nhưng mà Sách hỏi, tức là đi cưới, cưới Trưng Trắc chứ gọi là, cuối cùng là thành là Thi Sách. Nhưng mà ta hãy làm quen điều này, ở Việt Nam cái gì sai lâu ngày cái đó đúng. À thế thôi. Cái gì sai tập thể cái đó đúng, cái gì sai trên chuông cái đó đúng. À, có thế thôi. Nên bây giờ ta cứ quen Thi Sách, ừ thì cứ gọi là Thi Sách, biết là chồng ai Bà Trưng. Mà chồng cưới hay chưa không quan trọng. Chồng là một bà hay chồng hai bà không quan trọng. Ngày xưa ta chồng chung bình thường. À, không có gì phải bận tâm cả. Đừng thắc, đừng có nên thét mét những chuyện như thế. Ừ. Bà Triệu còn nổi tiếng nữa. Bà Triệu rất xinh đẹp. Nổi tiếng đẹp. Nhiều người nói rằng đẹp vậy có thể làm vợ các quan để trở thành bà này bà nọ. Bà này khẳng khái tuyên bố rằng tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp gọn sóng dữ, chém cát tràng kinh ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, cởi ách nô lệ cho nhân dân, chứ tôi quyết không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người ta. Và sau câu nói đầy khẩu khí anh hùng ấy, bà đấy là tuốt gươm kêu gọi nhân dân khởi nghĩa. Và từ quê hương của bà, núi Tùng, Thanh Hóa, nghĩa quân của Bà Triệu đã khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ. Nó đưa tướng quân tới đàn áp, thua. Đưa những vị tướng tài ba nhất tới, thua. Cuối cùng nó phải điều con át chủ bài. Đó là Lục Dần. Lục Dần là cháu của Lục Tốn. Ta đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa ta biết cái nhân vật đấy ghê gớm lắm. Lục Dần sang nóng đánh. Nóng thèm đánh. Nó phải nghiên cứu lý lịch Bà Triệu. Và nó phát hiện ra hai điều. Một, gọi là bà chứ kỳ thực đấy là một cô gái mới ngày 20 tuổi. Hai, cô gái này chưa chồng. Ôi chào ơi, con gái chưa chồng khác hẳn với con gái có chồng. Đứng xa đã thấy khác, đừng nói tới gần. À, thế khác lắm. Và vì vậy, Lục Dần đã áp dụng cái cách của Lục Dần. Đó là cái cách nham nhở. À, xin lỗi, đấy là tại các thầy học môn này, không phải tại tôi. À, Lục Dần đã sai toàn bộ quân sĩ chết chi 100% đi đánh Bà Triệu. Ôi rồi con gái chưa chồng mà gặp cái trận này thì thua vì mắc cỡ. Bà mắc cỡ nhưng bà thua. Chứ lúc đó mà bà còn xông ra nữa thì cháu lại bà. Đúng rồi, đi sợ thiệt đấy chứ. Rất là hay. Thua rất có duyên. Rất có duyên. Là như thế. Lục Dần thắng mà chẳng có vẻ vang gì. Đó là chẳng thấy vẻ vang gì hết. Có thế mà gọi là Lục Dần. Rất là đáng giận. Lục Dần rất là đáng giận. Đó là như thế. Thì đó là khởi nghĩa của Bà Triệu. Khởi nghĩa thứ ba, ba nhỏ. Là khởi nghĩa của Lý Bí. Lý Bí là một nhân vật chuẩn bị khởi nghĩa rất công phu, phải nói rất công phu. Chuẩn bị từ hôm nay cho đến sang Tết mới bắt đầu khởi nghĩa. À, sang năm bắt đầu khởi nghĩa. Thôi, mời cả lớp tạm nghỉ tại đây. Một lần nữa, chúc cả lớp luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn an vui.